Nhìn kìa, nhà điêu khắc. Sao anh không đi ra chỗ khác mà tập làm điêu khắc đi? Mê tình nhóc phiền phức lại tới nữa rồi. Chủ nhân, cho tôi cơ hội để trừng phạt mê tình lực lượng nhí này đi. Được rồi, ta để cho người giải quyết. Chạy rồi hả ông? Ash, đừng xông lên như vậy chứ. Tránh ra, mình không nghe theo lời của cậu nữa đâu. Nè, đừng cãi nhau nữa các cậu. Max, dừng lại. Các ngươi còn tránh tiên của ta bao lâu được nữa đây? Medusa, anh đừng tùy hành động nữa. Khoan đã Max. Max, tiếp tục xông lên như vậy nguy hiểm lắm đó. Buông ra, mình có thể lo chuyện này được. Cậu định cứ như vậy thôi hay sao? Vậy thì sao hả? Tập trung hả? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đó. Ừ, đây không phải là lúc để cãi nhau đâu. Vậy cứ để mình hoàn thành nhiệm vụ này đi. Max, coi chừng. Lucy. Đừng có cãi nhau nữa. Thằng Medusa, cứu những người khác. Lucy, làm ơn làm gì mình phụ Max. Lucy. Đáng buồn thật, bị quá đó chỉ vì bạn bè của mình. Medusa, tên xấu xa. Medusa, các cậu làm gì hả? Cãi nhau rồi làm cho Lucy gặp nguy hiểm. Mình xin lỗi, tất cả là do mình. Không, mình đã sai. Tập trung, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Đúng, chúng ta ngăn tên đó và cứu động vật vì Lucy. Được rồi, vút. Lực lượng vũ khí sẵn sàng. Lực lượng cung biến hình. Biến hình. Lực lượng tấn công sẵn sàng. Lực lượng tấn công hiệu đuổi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Medusa, ta sẽ cho ngươi sức mạnh của bóng tối. Được rồi, chúng ta sẽ gọi lực lượng xe. Lực lượng xe, hành động. Hành động. Lực lượng người máy không di chuyển. Max, cách duy nhất là kết hợp lực lượng người máy lại. Được rồi, với sức mạnh kết hợp, chúng ta sẽ cứu được Lucy và các loại động vật. Được thôi Max. Chúng ta chiến đấu vì công lý. Lực lượng người máy kết hợp. Thank you.
làm được rồi. Giờ tới lượt chúng ta. Được rồi. Lực lượng phản lực bắn. Tấn công ngược, chiến đấu. Lucy, các cậu, cảm ơn đã chiến đấu cùng nhau. Xin lỗi Lucy, vì tụi mình mà cậu. Không đâu, mình tự hào khi các cậu làm việc cùng nhau. Chuyện hợp tác và làm việc cùng nhau là rất quan trọng. Chúng ta cùng hợp tác sửa lại con búp bê đó nào. Hả? Cậu nên sửa một mình đi. Đừng làm phiền bạn của tôi được chứ. Cái đồ bất nạt. Bình tĩnh đi Max. Chúng ta phải cùng nhau tấn công. Được rồi. Lực lượng nhí tấn công. Xông lên. Nhìn kìa, cuối cùng tên trùm cũng đã xuất hiện. Đem lực lượng xe ra thôi. Lực lượng xe, khẩn trương, khẩn trương. Được rồi đó, khiêu vũ chứ. Bắt đầu kế hoạch thôi. Đồng ý. Lực lượng xe lên hết ga. Cố lên Lucy. Lucy, cậu ổn không? Mình ổn, cảm ơn Bolt. Tốt rồi, bây giờ đưa lực lượng tia sáng ra. Đồng ý. Lực lượng tia sáng, đánh lửa. Đánh lửa. Ha. Lực lượng tia sáng thiêu rụi. Ha.
sao? Thất bại! Các người biết ta mất bao nhiêu tiền không? Các người cứ chờ đó, lực lượng nhi! Cái gì vậy? Cái gì? Ngươi là...